Chào các bạn, shop vừa làm xong chiếc xe Winner độ một bóng trời sáng Kenzo KZ 40V2 các bạn ha. Chế vào lỗ kèn của xe Winner đó, ra 4 nhân led hoàn thiện, mình có thể chỉnh cao chỉnh thấp được các bạn. Hiện tại là mình chỉnh là vừa đó các bạn, ok đó. Đó, chế rất là thẩm mỹ nha. Rồi, không có để lại một tí xíu lỗi nào luôn. Rồi ok. Đây là cái chính hãng các bạn nha. Rồi, có thể bắt xin và mở đèn vô kết hợp vào cái cầm pha lên zin luôn các bạn. Rồi em ơi, em mở đèn đi. Rồi đó, bắt xin. Ok, tuyệt vời luôn đó, rất là sáng. Rồi, các bạn nếu mà đã sử dụng chiếc Winner thì cũng đã biết là đèn tối lắm, không có đủ nhu cầu để mình đi lưu thông ban đêm. Thì đèn thì mình có thể chọn hàng phay và hàng zin ha. Hàng zin thì nó mắc, rất là mắc các bạn. Một cây nó gần tới 2 triệu lắp đặt xong xuôi á. Nó rất là mắc ha. Cái Kenzo KZ40 này nè. Không có rẻ được. Còn hàng phay thì giá từ 1 triệu trở lại, tùy theo phay 1, phay 2 nha các bạn nha. Đó. Rồi ok. Đây là công tắc bắt xin của SH chính hãng luôn. Đó. Rồi mở đèn pha, mở đèn cốt. Rồi mở pha. Đó. Khi lắp đặt vào pha luôn các bạn nha. Thì cái dòng điện của xe Winner này nó không phải giống như các dòng điện của những xe khác, nên các bạn lưu ý khi lắp đặt cần phải biết sơ sơ về điện tí xíu để thôi tránh trường hợp chết đèn nha các bạn. Rồi bắt xin em. Thì bên mình cũng có sửa khi mà đã chết đèn có thể sửa được. Rồi ok, đèn zin nữa các bạn thấy không?